Xe tải vượt ẩu, ba mẹ con thoát chết trong gang tấc. Đang lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe tải vượt ẩu, lấn làn, tông ba mẹ con chạy xe máy ngã ra đường thoát chết trong gang tấc, khiến nhiều người thót tim. Sáng ngày 25 tháng 2, đại diện lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Mazagu chốt đèo Bảo Lộc, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đã xác định được tài xế xe tải vượt ẩu, tông ba mẹ con đi xe máy ngã ra đường, may mắn thoát chết. Hiện lực lượng chức năng tiến hành mời tài xế lên làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Nhưng vì lý do tài xế cũng là chủ xe này đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên chưa về kịp, vị này cho biết. Theo thông ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2 trên quốc lộ 20, đoạn qua chợ Đại Lào, thuộc địa phận thôn 1, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Hình ảnh camera an ninh của người dân địa phương ghi lại cho thấy vào thời điểm trên, người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy chở theo hai con lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua chợ Đại Lào thì xe của ba mẹ con bị một xe tải chở nông sản chưa rõ danh tính tài xế lưu thông cùng chiều phía sau lấn qua làn đường dành cho xe máy để vượt một số ô tô lưu thông cùng chiều phía trước tông phải. Cú tông mạnh hất văng chiếc xe máy khiến người phụ nữ cùng hai con ngã ra đường chỉ cách bánh xe tải trong gang tấc. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm mẹ con người phụ nữ bị thương nhẹ. Theo người dân địa phương, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã dừng xe xuống nắm tình hình của nạn nhân. Tuy nhiên, khi biết mẹ con nạn nhân bị thương nhẹ, tài xế tiếp tục lên xe tiếp tục hành trình. Những người chứng kiến đề nghị phạt thật nặng hành vi coi thường tính mạng của người tài xế này. Tài xế xe tải này phải bị xử tù mới xứng đáng, người bị hại không chết là do may mắn, do vậy loại quái xế này cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng cũng có người nhận xét theo cái nhìn khách quan hơn, dừng xe dưới lề đường hay lề đường xe máy chạy nhiều cát cũng là nguyên nhân gây tai nạn, kính mong các cấp chính quyền chú ý. Và mọi người cũng chú ý để được an toàn khi giao thông. Trước đó, lúc 16 giờ 45 phút ngày 24 tháng 2, xe 7 chỗ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người trong gia đình thương vong. Hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã nắm được các thông tin về chiếc xe tải lấn làn vượt ẩu gây tai nạn nói trên và đang yêu cầu tài xế tự giác tới trình báo. Thông tin từ cơ quan công an cho biết vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 24 tháng 2 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua tượng đài Đức Mẹ thuộc địa phận thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. Vào thời điểm trên, xe con loại 7 chỗ do tài xế Lê Văn Quân, 40 tuổi, ngụ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, xe này đã tông trực diện vào lan can bê tông ở phía trước. Lúc tai nạn xảy ra, trên ô tô có 4 người trong một gia đình, gồm ông Lê Văn Quân, bà Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, vợ ông Quân, cùng hai người con là Lê Thị Lan A, 14 tuổi và LTH, 7 tuổi. Tai nạn xảy ra khiến 4 người trong gia đình ông Quân bị thương nặng và được người đi đường cùng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đưa đến bệnh viện Y Lâm Đồng, Bảo Lộc cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên cháu H đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Hiện tại, ông Quân, bà Dung và cháu A đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Y Lâm Đồng trong tình trạng bị thương rất nặng.